Bài trong cái phần mà làm nội dung thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị theo một cái sơ đồ mind map này. Cái buổi trước thì tôi đã hướng dẫn cho các anh chị lớp ngày hôm qua của công ty Mobifone của mình. Thì đầu tiên ấy, chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là mục đích chúng ta viết bài là để làm gì. Ví dụ như là viết bài quảng cáo, viết bài cho website, viết bài đăng Facebook cá nhân, đăng fanpage, viết kịch bản làm video để phát triển kênh TikTok, YouTube, YouTube Short hoặc là Facebook Reels. Đấy là kỹ thuật viết đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể có những cái khác nữa, những cái khác. Ví dụ như làm catalog, làm các cái thông điệp bán hàng vân vân. Đây là những cái định dạng mục đích của chúng ta là để tăng tương tác. Để tăng tương tác đúng không ạ? Tăng tương tác. Tăng nhận diện thương hiệu. Vâng, tăng nhận diện thương hiệu. Tăng hiện diện của người bán hàng đối với cộng đồng khách hàng. Thế rồi thì để người ta có cảm cảm tình với chúng ta, với thương hiệu. Hoặc đơn giản là chúng ta đăng một cái ảnh lên nó nhiều like chúng ta cũng sướng đúng không? Một cái ảnh chúng ta đăng chỉ có mấy chục like với một cái ảnh mà chúng ta đăng vài trăm like thậm chí cả nghìn like thì nó mới sướng. Rõ ràng là trong những cái ảnh hàng trăm like hoặc là hàng nghìn like mà tôi xem xét, tôi nghiên cứu thì tôi thấy nó đều có những cái công thức, những cái bí quyết chung. Ví dụ như là chẳng hạn là những cô gái đẹp đấy, những cô gái có thân hình nóng bỏng hay là rất là chuẩn mực và thường mặc những bộ trang phục đẹp hoặc là những bộ trang phục áo tắm vân vân, hoặc là những cái nội dung mà nó có tính chất giật gân, gây cấn, tò mò, chẳng hạn những cái video về đánh ghen chẳng hạn đúng không ạ? Chúng ta thấy là lượt xem rất là cao. Đó. Thế thì tùy vào cái mục đích mà chúng ta viết để chúng ta đăng cho cái gì nha, thì chúng ta sẽ có những cái cách thức viết khác nhau. Thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người một cái kỹ thuật viết rất là dễ và rất là phổ biến và dễ cho mọi người khi làm nội dung. Khi làm nội dung, kỹ thuật đầu tiên thì tôi gọi nó là kỹ thuật liệt kê, tức là tiếng Anh người ta gọi nó là paragraph listing. Paragraph tức là đoạn văn, listing tức là liệt kê, kỹ thuật viết đoạn văn liệt kê. Thí dụ cái kỹ thuật này là chúng ta cứ đi liệt kê những cái vấn đề mà nó liên quan đến cái bài viết của chúng ta. Thí dụ như bây giờ các anh chị là cộng tác viên, là đại lý của Moifone đúng không? Thì cái bài viết chủ đề nó sẽ là 9 lợi ích khi trở thành cộng tác viên của Moifone. Thì liệt kê mà 9 hay 10 hay là 20 tùy chúng ta, 5 hay 7 tùy chúng ta. Ok nhá, liệt kê ra chủ đề là gì. Chủ đề là muốn tuyển cộng tác viên, thầy ơi em muốn viết bán hàng để tuyển cộng tác viên cho Mobifone, cho mỹ phẩm, cho spa, cho cái gì đó thực phẩm chức năng vân vân. Thế thì chúng ta đều thấy rằng là thế vậy thì chúng ta có thể viết cái dạng dễ nhất là liệt kê những lợi ích khi trở thành cộng tác viên, trở thành đại lý của ABC, của XYZ. Và chúng ta nên có số lượng cụ thể là 9, là 10, là 15 tùy chúng ta. Được chưa? Thế sau đó thì chúng ta sẽ phân bố cục của bài viết ra. Có 9 lợi ích thì chúng ta sẽ viết từ lợi ích thứ nhất, lợi ích thứ hai, lợi ích thứ ba, lợi ích thứ 9, lợi ích thứ 10, đúng không? Và lợi ích thứ N và lợi ích thứ 10. Đấy. Chia nó ra đều nhau. Và mỗi một lợi ích thì nó sẽ là một văn bản, là một đoạn văn, được chưa? Là một đoạn văn. Thế thì giả sử chúng ta sẽ liệt kê là lợi ích thứ nhất là kiếm được rất nhiều tiền, đúng không? Lợi ích thứ hai là được tham gia đào tạo hàng tháng. Lợi ích thứ ba là chủ động hơn trong công việc, tiết kiệm được thời gian, không phải đi làm thuê, vân vân vân. Lợi ích thứ tư có thể là được đi du lịch một năm 2 lần, 3 lần khắp thế giới, ví dụ thế. Ok.
thì cái đấy là nó những cái lợi ích mà chúng ta có. Thế bây giờ chúng ta liệt kê được 9 cái lợi ích ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết, đúng không ạ? Đây, cách viết là chúng ta sẽ liệt kê từng lợi ích ra. Và 9 đoạn này nó sẽ cách viết là giống nhau. Đấy, chúng ta sẽ viết từng đoạn. Chúng ta viết từng đoạn. Thì trong một đoạn thì chúng ta sẽ viết theo mô típ là thứ nhất là chúng ta có thể đặt vấn đề, khẳng định vấn đề. Đấy, khẳng định vấn đề hoặc là đề dẫn vấn đề. Đấy, thí dụ như là xin chào các bạn. Tôi là Phan Anh, hiện nay tôi đang là đại lý của Moiphone và tôi đang có một cái chương trình tuyển cộng tác viên rất là hấp dẫn. Sau đây thì nếu các bạn dành thời gian ra đọc cái bài viết này thì tôi sẽ xin chia sẻ với các bạn 9 cái lợi ích đặc biệt khi trở thành cộng tác viên và đại lý bán hàng của Moiphone hay của hãng ABC XYZ. Vâng, và để không mất thời gian của anh chị và các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Lợi ích thứ nhất là kiếm được rất nhiều tiền. Vâng, thế thì bây giờ đặt vấn đề, đúng không ạ? Rõ ràng là khi mà chúng ta là người đi làm kinh doanh, là người đi bán hàng thì chúng ta đều mong muốn kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc sống của bản thân, của người thân, của gia đình, vợ chồng, con cái. Đó, để thỏa mãn được những cái tiêu dùng trong cuộc sống cũng như là những cái nhu cầu ngày càng được nâng cao. Ai cũng mong muốn là được đi làm, được thừa nhận, được cống hiến. Vâng, được thừa nhận, được cống hiến và được kiếm tiền. Thế thì hãy tham gia vào trở thành cộng tác viên, trở thành đại lý của Moiphone. Đấy. Thế thì rõ ràng rằng là cái vấn đề này chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đặt ra như vậy, chúng ta thấy là nó rất là hay. Thế bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta phát triển ý. Vâng. Giải quyết vấn đề hoặc là phát triển ý. Các cái câu văn để bổ trợ cho cái vấn đề mà mình đã đưa ra. Ví dụ vấn đề ở đây là mình đưa ra là kiếm được rất nhiều tiền. Vậy thì mình bây giờ mình phải phát triển ý, đúng không ạ? Bạn bán được hàng, bạn được hưởng chiết khấu, chiết khấu cũng rất là cao. Và tiền thì bạn được nhận ngay, có phần mềm thống kê đo lường rất là minh bạch cho bạn. Đấy. Mobifone hay là hãng ABC XYZ thì có rất nhiều những cái sản phẩm, những cái dịch vụ để cho các bạn bán, từ gói SIM số cho đến gói data, cho đến phần mềm họp trực tuyến, cho đến các phần mềm và công nghệ chuyển đổi số, và như là chữ ký số, như là hóa đơn điện tử, như là những cái phần mềm này, phần mềm khác rất nhiều. Rồi, thì chúng ta có thể bán được nhiều sản phẩm cho một khách hàng. Chúng ta có thể khai thác được cái uy tín thương hiệu của Moiphone, là một tập đoàn lớn, đúng không ạ? Là một cái đơn vị lớn và có uy tín thương hiệu hàng chục năm rồi. Thì chúng ta có doanh số cao, chúng ta có được chiết khấu cao, thì như vậy là chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền. Ồ, đấy, tôi đang đi phát triển ý, đang đi giải quyết cái vấn đề mà tôi đã đưa ra, đúng không? Tiếp theo là tôi sẽ nói về minh chứng hoặc là luận giải. Các cụ dạy là nói có sách mách có chứng mà, đúng không? Thế thì bây giờ tôi minh chứng là đây này, cộng tác viên của tôi là bạn Nguyễn Thị A, anh Nguyễn Văn B, đúng không ạ? Mới vào được 6 tháng nhưng mà sau chương trình đào tạo của Moiphone bởi thầy Phan Anh đào tạo đấy, và do USB người ta tổ chức, thì bây giờ làm theo những cái cam kết, làm theo những cái hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể thì đã bán được doanh số là 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu và có được cái mức thu nhập là 30 triệu, 50 triệu, 70 triệu, ví dụ thế. Đấy. Tất nhiên, để đạt được cái con số đấy thì cũng không hề dễ dàng gì. Và chúng ta cần phải nỗ lực, chúng ta phải cố gắng. Đấy. Thế thì sau đó là chúng ta đi kết luận. Đúng không? Chúng ta đi kết luận là vâng, vậy thì trở thành đại lý, trở thành cộng tác viên, trở thành người bán hàng của Moiphone thì hoàn toàn có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Đó. Thế sau đó thì chúng ta mới chuyển sang đoạn thứ hai là bây giờ chúng ta chứng minh là được tham gia đào tạo hàng tháng. Hay là cái lợi ích thứ ba là có thể chủ động về thời gian công việc, đúng không ạ? Đấy. Thứ tư là các cái đãi ngộ khác, ví dụ như là bảo hiểm xã hội thì đóng bảo hiểm y tế, rồi thì du lịch, rồi vân vân, hàng tháng, hàng quý
tổng công ty đều có những cái chương trình chạy đua thi đấu đúng không ạ, và xếp hạng. Thì cái lợi ích số 2, số 3, số 4, số N của bất kỳ chủ đề nào thì chúng ta hãy viết theo lối như này. Cái này ngày xưa quay trở lại với chương trình học tập làm văn của thầy cô giáo ngày xưa ấy, thì chúng ta viết cách này rất là dễ đúng không ạ, cách này là viết dễ nhất và chúng ta có thể viết được mọi chủ đề. Thứ hai là chúng ta có thể viết theo lối viết khoa học đúng không ạ. Vâng, có rất nhiều các lối viết khoa học, ví dụ như đặt vấn đề đấy, xong đó là lý thuyết về vấn đề, sau đó là phát triển cái nghiên cứu về những cái đối thủ, đối tác này, hay là những cái công trình nghiên cứu khác người ta đã nghiên cứu về lĩnh vực này. Để sau đó thì chúng ta mới đưa ra các cái luận điểm, đưa ra các quan điểm và đưa ra các cái học thuyết vân vân, tổng hợp lại lý luận. Sau đó thì chúng ta mới đi vào cái phần thực trạng, phân tích thực trạng đúng không ạ, sau đó thì chúng ta mới đưa ra một số kiến nghị giải pháp vân vân. Thì cái lối viết khoa học như này thì nó khó hơn và nó thường khô khan và nó dành cho cái những cái tài liệu mang tính chất học thuật, ví dụ như viết sách, viết báo, viết bài khoa học đấy. Thế còn đơn giản nhất là chúng ta sẽ sử dụng lối viết tự do đúng không ạ. Lối viết tự do thì chúng ta có thể viết rất nhiều những cái lối viết tự do khác nhau. Thế thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái kỹ thuật viết theo công thức AIDA hoặc là kỹ thuật viết theo công thức là 16 bước bán hàng, 16 bước viết nội dung để bán hàng. Ok, thế thì cái công thức AIDA là cái công thức gì? Thì tôi sẽ cho các bạn xem. Đây ạ. Vâng. Nếu mà các bạn muốn viết theo công thức AIDA thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là AIDA có nghĩa là gì? Thì trong cái lĩnh vực về marketing, đặc biệt là marketing online, thì không, hầu như không ai, không thầy nào, không người nào là không biết về AIDA, tiếng Anh hay gọi là ái già tiếng Việt. Nó viết tắt của bốn chữ tiếng Anh. Thứ nhất là A là attention, có nghĩa là làm thế nào để thu hút sự chú ý, attention. Đấy. E, interest, là sự thích thú, sự quan tâm, làm thế nào để thu hút được sự thích thú, sự quan tâm bây giờ. Và D là desire, là làm thế nào để họ tăng được sự khao khát, sự mong muốn, đúng không ạ? Và cái từ desire là cái từ khao khát, này cái từ rất là hay, cái nghĩa của nó rất là hay. Ok, và cuối cùng là action. Action ở đây có nghĩa là người ta sẽ hành động. Thế đầu tiên thì chúng ta phải làm cho người ta thu hút đã, đúng không? Thế thu hút thì bằng cách nào? Thu hút đầu tiên là về viết, đúng không? Thì chúng ta phải biết cách giật tít, viết tiêu đề. Cái tiêu đề của chúng ta là phải có thể là tò mò, lạ lẫm, gây hiểu lầm, bí quyết, bí mật, kinh nghiệm, có giá trị, quan trọng. Ví dụ như bài viết của chúng ta là hướng dẫn cách mà người ta kiếm được 1 tỷ ở trên thị trường chứng khoán. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6, bước 7, bước 8, bước 9, bước 10. Chia sẻ câu chuyện. Thì cái bài viết như vậy người ta rất là thích. Người ta rất là thích. Được chưa ạ? Rồi thì có thể là liệt kê, thống kê, đúng không? Ví dụ như là 90% những người hút thuốc đều bị ung thư phổi nhưng 10% thì không. Thế đấy chính là thống kê. Cái tiêu đề đấy là người ta sẽ muốn vào, đúng không ạ? Người ta sẽ muốn vào. Vâng. Hoặc là bên thứ ba nói về chủ đề. Đấy. Bên thứ ba là gì? Theo Google, đúng không ạ? Tại thị trường Việt Nam, đấy, gói cước SIM ABC XYZ được ưa chuộng nhất, cũng theo hãng ABC XYZ thì Mobifone được mệnh danh là nhà mạng thế này thế kia ba chấm, đúng không? Thì do cái giải thưởng, do cái các thứ mà chúng ta thu được đấy.
Đấy là một số những cái gợi ý để chúng ta nói là chúng ta sẽ tập trung vào cách viết, cách giật tít, cách tiêu đề. Thì giật tít như thế nào, viết tiêu đề như nào. Tiêu đề có thể hướng tới một nhóm khách hàng cụ thể. Ví dụ như là gì ạ? Cơ hội kiếm tiền dành cho sinh viên ngay từ trong ghế nhà trường, kiếm 20 triệu một tháng. Vâng. Thế sinh viên bây giờ mà kiếm 20 triệu một tháng nghe có sốc không? Rất là sốc đúng không? Thế sốc như vậy thì họ mới click nhiều, họ mới xem lại, hướng dẫn thật chi tiết, thật đơn giản, kiếm 20 triệu một tháng với chương trình cộng tác viên của Mobifone ngay từ khi còn ở trong ghế nhà trường. Wow. Như thế thì có mà nó chả chú ý quá. Hoặc là chứa đựng các yếu tố tiền bạc, tình yêu, thậm chí là tình dục, đúng không ạ? Thông thường thì những chủ đề này rất là thích. Rồi. Làm thế nào để kiếm được 20 triệu một tháng ngay từ khi còn là sinh viên, ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường? Đó, tôi lấy ví dụ như vậy. Hay là chúng ta sẽ sử dụng cách gieo vần, vần điệu, đúng không? Gieo vần, vần điệu dễ nhất là chúng ta sử dụng thơ lục bát trên 6 dưới 8 và gieo cái vần. Ví dụ như là gì? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Thế thì sen với chen cùng vần en. Và cái kỹ thuật như vậy người ta gọi nó là kỹ thuật gieo vần. Thì chúng ta sẽ dễ tạo ra được những cái tiêu đề nó hay, nó vần vèo. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cái cách thức là chế và sửa thơ, sửa lời bài hát, đúng không? Đấy. Anh Đen Vâu ấy, anh Đen Vâu, anh ca sĩ rapper hiện nay đang rất là hot bởi vì là có những cái bài hát rất là ý nghĩa. Thế thì mọi người thường mượn lời bài hát của Đen Vâu để bán hàng. Đấy, Đen Vâu có bài hát là đem tiền về cho mẹ. Đấy, thế là thi nhau chế, sửa, bán nội thất thì đem nội thất về cho mẹ, bán yến thì đem yến về cho mẹ, bán sim thì đem sim về cho mẹ, đúng không ạ? Bán data thì bán đem data về cho mẹ. Cũng là gọi là chế thơ, chế lời bài hát, hoặc là một cái câu nào đấy nó hot hit. Hoặc là tiếng Việt thì nó rất là đa dạng và phong phú, thì người ta lại sử dụng phương pháp chơi chữ. Có thể cho một cái phương pháp chơi chữ vào đây. Đấy, so sánh kiểu lạ, đúng không ạ? So sánh kiểu lạ. Đen Vâu là một cái người viết rap mà viết những cái lời mà thường có cái kiểu so sánh rất lạ. Vế đầu tiên này anh ấy viết là như một bác sĩ, đúng không ạ? Tôi moi hết tâm can. Thì bác sĩ thường mổ mà, moi hết tâm gan ra, cũng rất là hay. Cái cách so sánh một cái hiện tượng là thực tế và một cái hiện tượng là văn học. Hay là cái câu mà tôi thích ở cái bài này, như con cuốn chiếu, đúng không? Anh có rất nhiều chân thật. Đấy là một cái kiểu chơi chữ rất là lạ. Và nó tạo ra ấn tượng mạnh cho người đọc, người nghe. Ok. Thì đấy là một vài cái mẹo nhỏ. Hay là các bạn trẻ bây giờ mà viết caption ấy, đấy, viết caption ấy, tức là viết cái tiêu đề ấy, thì cũng sử dụng những cái lối so sánh rất là thú vị, đúng không ạ? Hay kiểu như là em không phải là muối đâu nhưng mà em rất mặn, kiểu như thế. Tôi thấy là những cái cách gieo so sánh tiêu đề nó lạ, nó không đúng với cái văn học truyền thống, cái tiếng Việt truyền thống. Đấy. Em không thích mập mờ đâu, mà em vốn dĩ là em đang mập rõ rồi. Không thích mập mờ. Rồi. Một vài cái gợi ý nha, một vài cái gợi ý. Còn đâu là mọi người phải học thêm nha. Tiếp theo là về hình ảnh thì nó cũng phải phù hợp. Đúng không ạ? Phải có bố cục đẹp, có màu sắc, có nhận diện thương hiệu, màu sắc phải thu hút, xanh đỏ tím vàng là rất ấn tượng.
bắt mắt, lạ lẫm, đúng không? Và phải có hình ảnh minh họa giống như là cô gái, chàng trai, con nhân vật, vân vân. Đấy, thì tất cả những cái yếu tố như vậy, tất cả những cái yếu tố như vậy sẽ có thể giúp cho một cái bức ảnh minh họa nó phù hợp. Bởi vì người ta nói là một bức ảnh hơn vạn lời nói, một bức ảnh hơn vạn lời nói. Đó. Ok. Vâng, và đặc biệt là chủ đề thì phải hợp với đối tượng. Đối tượng ở đây là đối tượng mình đang muốn truyền thông, đang muốn cho người ta đọc, người ta xem. Nhá. Ai cũng có nhóm khách hàng riêng của họ. Tiếp theo đến phần thứ hai là interest. Rồi, cái bước một là để làm cho họ thu hút rồi, viết để cho họ thu hút rồi. Bây giờ làm nào để họ thích thú và quan tâm hơn đây? Thì mình phải thấu hiểu khách hàng. Đấy, ví dụ như là sở thích nghề nghiệp, đúng không ạ? Giúp họ kiếm tiền. Rồi thì hiểu biết về giới tính, tuổi tác của họ để lựa chọn ngôn ngữ cho phù hợp, đưa ra cách đặt vấn đề, thông tin, hình ảnh, video, đúng không ạ? Và lựa chọn ngôn ngữ. Ví dụ như là mình viết sản phẩm cho người già hoặc là người trung niên, những người nghiêm túc, thì chúng ta có thể là phải sử dụng những ngôn ngữ rất là lịch sự. Thế còn chúng ta sử dụng cho tuổi teen, các bạn trẻ khoảng dưới 25 tuổi, thì chúng ta có thể sử dụng những ngôn từ nó sử dụng tiếng lóng, rồi internet, tiếng lóng trên internet, thậm chí là sử dụng những cái ký tự lạ và hiểu được cái điều mà họ mong muốn, đúng không? Ví dụ như là họ muốn gì của Mobifone, họ muốn giá rẻ, họ muốn dịch vụ tốt, họ muốn chất lượng cao, họ muốn phục vụ tận nơi, họ muốn nhiều thứ lắm, đã là họ muốn. Nhưng mà mình cần phải làm rõ được cái định nghĩa là họ muốn cái gì và làm thế nào mình có thể đáp ứng được cái việc này. Đó. Rồi. Tiếp theo đấy là chúng ta quan tâm đến điều mà khách hàng sợ, đúng không ạ? Điều mà khách hàng sợ. Thế thì ví dụ như là khách hàng sợ cái gì? Ví dụ như là họ sợ hãi, họ không muốn chờ đợi, đúng không ạ? Họ không muốn bị hết dung lượng. Đấy, họ không muốn bỏ lỡ. Ví dụ như là hóng biến chuyện này chuyện kia, hoặc là trở thành người tối cổ, đúng không? Đấy. Thế thì mình phải tìm được những cái điều mà họ sợ, sau đó thì mình xoáy sâu vào cái vấn đề mà họ sợ để thuyết phục họ trở thành người mua hàng của mình, thì mình sẽ cung cấp cái giải pháp tốt cho họ. Đấy, điều mà khách hàng thích, đúng không? Khách hàng sung sướng, khách hàng cảm thấy hạnh phúc và được trân trọng, có trải nghiệm tuyệt vời, hoặc là cái cảm giác wow, wow, họ phải thốt lên, đúng không ạ? Wow, họ chưa bao giờ được trải nghiệm như vậy. Những điều mà họ nghĩ rằng là phải chỉ có trong phim, chỉ có trong chuyện cổ tích, thì bây giờ họ lại được trải nghiệm. Tôi lấy thí dụ như thế, thì họ sẽ nhớ, đúng không ạ? Thì họ sẽ nhớ. Đấy là ý của tôi là như vậy. Rồi, tiếp tục đến bước số 3 là chúng ta viết. Phần tiếp theo, phần số 3 là theo chữ D. Làm cho họ trở nên khao khát. Vâng. Làm cho họ trở nên khao khát. Lúc này thì chúng ta sẽ nói về giá trị, nói về công dụng, nói về chức năng, nói về lợi ích, đúng không ạ? Nói về giải pháp của sản phẩm và dịch vụ. Đấy, những điều mà gãi đúng chỗ ngứa, kết hợp cùng với chương trình bán hàng, sự hỗ trợ về tài chính, ví dụ như là cho trả góp, trả chậm, đúng không? Đấy, rồi những cái cơ hội trong tương lai. Bây giờ làm với Mobifone thì cũng được đấy. Rồi thì sau này được học hỏi, rồi thậm chí là có cơ hội trở thành thủ lĩnh của Mobifone mà không ra trường, không cần phải đi xin việc, vân vân. Và lúc này họ đã khát khao, họ dùng thử, họ muốn sử dụng rồi. Thế cuối cùng là chúng ta làm gì? Đến phút cuối là chúng ta kêu gọi hành động, đúng không ạ? Bằng những cái dẫn chứng, bằng những cái sự chuyển biến trong ngôn ngữ. Ví dụ như cách thức liên hệ, cách thức mua, cách thức đặt cọc,
tại sao nên mua hàng với mình, tại sao cách thức mua hàng thành công, cách thức chuyển tiền vân vân, để giúp họ hành động được, để giúp họ hành động được. Thì đấy là cái công thức về AIDA, công thức về AIDA khi mà chúng ta viết. Đó. Thế còn công thức 16 bước bán hàng thì gồm những cái gì? Gồm những cái gì? Thì tôi có slide đây rồi, nhưng mà tôi có thể đọc luôn cho bạn luôn. Ví dụ như bước 1 đấy, là chúng ta đặt vấn đề. Vấn đề của khách hàng là gì? Mình tìm hiểu vấn đề và mình cũng liệt kê ra. Họ mong muốn cái gì? Đúng không? Họ sợ hãi gì? Thì liệt kê những điều đấy ra thì tự họ sẽ thấy hay, tự họ sẽ thấy là đúng, cái thứ này là thứ mình đang quan tâm đây. Cái bước số 2 thì mình sẽ đưa giải pháp. Vậy thì giải pháp để giải quyết cái vấn đề đấy là gì? Đó. Bước số 3. Bước số 3. Thì mình sẽ nói về cái sản phẩm hoặc cái dịch vụ của mình, của một người bán một cách chi tiết. Ốm thì là vấn đề, đau họng, ốm, sốt, giải pháp là đi viện. Thế thì sản phẩm và dịch vụ là gì? Là gói thăm khám. Đấy, gói thăm khám bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2, vân vân. Ok. Tiếp theo đấy là quy trình viết, đúng không ạ? Quy trình viết. À xin lỗi, nói nhầm, mà đến bước 4. Ta sẽ nói về lợi ích của sản phẩm, của dịch vụ dành cho khách hàng trước mắt. Vâng, lợi ích mà mình sẽ nhận được ngay đấy. Thế thì cứ bước số 5 thì vẫn là lợi ích, nhưng mà lại lợi ích trong tương lai lâu dài. Ví dụ như là bây giờ đồ ăn thì nó ngon, ăn thì nó sướng mồm. Thế thì đấy là lợi ích trước mắt, nhưng mà lâu dài thì là tốt cho sức khỏe, là không bị ung thư, là trẻ lâu, đúng không ạ? Là sức khỏe bền bỉ, vân vân. Đấy. Tiếp theo là bước số 6. Thì bắt đầu là nói đến khuyến mại, quà tặng, đúng không? Bởi vì khách hàng thì luôn luôn thích được khuyến mại, luôn luôn thích được quà tặng, nhất là trong ngành bán lẻ hiện nay. Thì khách bây giờ rất là thích được khuyến mại, rất là thích có quà tặng. Thế khuyến mại gì? Mua sim của Mobifone, mua gói cước của Mobifone thì được tặng kho xem phim đấy, Netflix, đúng không ạ? Mobifone có thể kết hợp với Netflix đấy, để tạo ra kho phim và tặng miễn phí cho khách hàng khi người ta xem. Đấy, tôi giả sử thế thôi ạ. Chứ còn cái gói cước của Netflix nó còn cao hơn cả gói cước của Mobifone thì tặng kiểu gì? Vâng. Thế thì mà hợp tác được, bán được cái giá rẻ, ví dụ như là người ta mua gói cước 300.000 thì mình tặng gói xem phim mình chỉ giả có 30.000 thôi, 40.000 thôi thì cũng được. Đấy, Mobifone kết hợp với Netflix, đúng không? Tuyệt vời. Hay là chơi game của Microsoft. Thì mình chỗ này là mình phải ngồi nghĩ chương trình gì mà nó hay, nó lạ mà người ta trên thị trường nó không có, nhưng mà khách hàng nó lại quan tâm thì viết content ra nó mới hay được. Đấy. Bước tiếp theo, đúng không ạ? Bước số 7. Sau khi có khuyến mại, có quà tặng rồi thì mình có thể nói về giá, hoặc là mình chưa nói về giá vội thì mình bắt đầu lại nói tiếp về những cái điều kiện để ưu đãi, điều kiện nhận ưu đãi. Ví dụ như là tôi chỉ bán cho 10 người đầu tiên với gói cước là 300.000, còn cái gói kia thì không được nhận. Đấy là cái điều kiện, đúng không ạ? Hay là với thuê bao hòa mạng mới, còn thuê bao cũ thì không tặng gì cả, ví dụ như thế, đúng không?
Tiếp theo đấy, là chúng ta sẽ đưa ra những cái mức giá, riêng trong mức giá, đúng không ạ? Riêng trong mức giá ở đây là chúng ta đã có thêm hai bước nữa, hai bước giá. Ví dụ như là giá niêm yết, giá khuyến mại và giá bán cuối cùng, thì chỗ này riêng bước giá đã chiếm 3 bước rồi, thì nó là 9, 10 rồi, thì bây giờ đến bước số 11. Bước số 11 thì chúng ta làm gì? Chúng ta bắt đầu mới đưa ra các điều kiện để bảo hành, loại trừ rủi ro cho khách hàng. Đấy, ví dụ như mua hàng quần áo thì nó sợ là hàng có sai số, không vừa thì không vừa cho đổi, chất liệu không đúng như quảng cáo thì cho trả, sợ mất tiền ship thì không ship, không mất ship. Đấy, mua rồi mà không muốn mặc nữa đổi lại, trong một tuần cho đổi lại, thế thì người ta sẽ yên tâm, người ta mua hàng, đúng không ạ? Đấy là các cái điều kiện loại trừ, bảo hành loại trừ rủi ro cho khách hàng. Ok, bước số 12 đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta có thể là combo các sản phẩm lại, combo các sản phẩm lại, đóng gói, combo sản phẩm để làm gì? Để tăng giá trị cho sản phẩm lên. Mua 2 thì tặng cái gì, mua 3 thì tặng cái gì, đúng không? Mua 5 thì tặng cái gì để tăng được cái hóa đơn cho mình. Rồi, xong đó thì lại tiếp tục là có bước số 13 đúng không ạ? Là bây giờ là người nổi tiếng hay là khách hàng, những người mà có trải nghiệm về sản phẩm lên tiếng, đúng không ạ? Rồi thì bước số 14 là so sánh trước sau khi sử dụng. Để tăng uy tín lên. Ví dụ như trước khi sử dụng thì tôi một tháng tôi mất đến 10 triệu tiền kế toán, nhưng bây giờ tôi sử dụng cái gói này gói kia của Moiphone thì tôi chỉ mất có 4 triệu thôi, tôi tiết kiệm được 60%. Ý là thế, để so sánh, để cho thấy những cái lợi ích, cái tiện ích. Và sau đó là những cái lời kêu gọi hành động, mua hàng, thanh toán đặt cọc. Thì đây là một số những cái bước cơ bản, và sau đó mình cứ viết theo. Đấy, thứ tự của nó có thể là thay đổi một chút, hoặc là có thể không cần phải đủ hết tất cả các bước. Thế thì cái quy trình viết, đúng không? Cái quy trình mà chúng ta muốn viết ngon lành thì chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải suy nghĩ về chủ đề. Chủ đề chúng ta định viết là chủ đề gì, và chúng ta tìm cái từ khóa của chủ đề đó. Tìm từ khóa của chủ đề đó bằng công cụ keywordtool.io hoặc là keyword planner của Google, đúng không? Và keywordtool.io tìm chủ đề. Đây, keywordtool.io nào. Bây giờ mình tìm chủ đề. Đấy, ví dụ như sim số Mobifone đúng không? Hay gói cước Mobifone. Ok. Thế thì chúng ta nhìn thấy ở đây có 526 từ. Gói cước, các gói cước, kiểm tra đăng ký, gói cước hủy, tra cứu, cách trả, vân vân. Đúng không? Các anh chị của Mobifone thấy đấy. Các anh chị đại lý, tổng đại lý, cộng tác viên của Mobifone, chúng ta nhìn thấy đây chính là những cái từ khóa. Và đối với chúng ta là chúng ta sẽ suy nghĩ về chủ đề, có thể là các từ khóa nhá, các từ khóa mà khách hàng đang tìm kiếm, hot, các cái chủ đề hot, các chủ đề trending, tức là đang xu hướng mạnh. Thế mình phải đưa cái xu hướng mạnh vào, đúng không? Ví dụ như là mấy hôm nay Denvo có bài
Ai muốn nghe không nào thì bây giờ là gì ạ? Ai muốn mua không nào? Vâng, hay là đang có phim Em và Trịnh người ta review rất nhiều thì đấy, sau đó thì mình cũng nói là Em và Trịnh đúng không ạ? Những cái content như vậy chúng ta có thể té nước theo mưa. Đấy. Sau đó là chúng ta cần phải tìm hiểu về chủ đề một cách mở rộng, bao gồm là tìm kiếm những cái thông tin nhiều nhiều cái góc nhìn, những cái nội dung trong nước và ngoài nước về chính cái chủ đề đó để làm gì? Để làm dày thêm cái kiến thức, cái hiểu biết sâu về cái thứ mà mình định viết. Khi mình có hiểu biết sâu, hiểu biết rộng, hiểu biết dày về cái chủ đề đó thì tự dưng mình viết bài nó sẽ hay và nó sẽ đáng tin cậy cho mọi người, có đúng không ạ? Vâng. Rồi, mình phải chọn lọc các nội dung có các ý chính và các tiêu đề. Đấy. Sau đó thì mình đi đến cái phần là viết tiêu đề từ khóa tìm kiếm. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu viết cái gọi là body của paragraph, tức là viết phần thân bài. Thì chúng ta cần phải sử dụng những cái từ ngữ mạnh. Thí dụ như là tính từ mạnh, động từ mạnh, sử dụng những cái tính từ động từ giàu cảm xúc, giàu liên tưởng. Sử dụng những cái loại cú pháp như so sánh đúng không? Như là đấy. Ví dụ như mô tả một cô gái mặc áo màu đỏ thì mình viết là cô gái ấy mặc một chiếc áo màu đỏ thì nghe cái câu văn nó cũng rất là bình thường đúng không ạ? Thế nhưng mà mình lại thêm những tính từ mạnh này, cô gái ấy mặc một chiếc áo màu đỏ chót đúng không ạ? Thì đỏ chót nó đã là mạnh hơn rất là nhiều rồi. Xong đó lại so sánh này, như một con chuồn chuồn ớt đúng không ạ? Đấy, so sánh. Đấy. Thì như thế chúng ta sẽ thấy là cái biện pháp so sánh đấy nó sẽ làm cho cái liên tưởng của khách hàng rất là mạnh, rất là tốt. À, hoặc là nói có sách mách có chứng, lấy ví dụ à, rồi trích lời trích dẫn và câu cú thì chúng ta viết, lưu ý là chúng ta phải viết đầy đủ chủ ngữ vị ngữ và có trạng ngữ nhé, và thời gian địa điểm rõ ràng đấy. À, và lưu ý là đúng chính tả. À, viết ở trên mạng đúng chính tả. À, sau đó thì chúng ta triển khai từng đoạn và chúng ta ghép vào nhau thôi, giữa các đoạn thì có các ý kết nối. Cái này nó thực sự là tập làm văn thôi mà, đúng không? Vâng. Thế thì lời khuyên để chúng ta có thể viết hay, viết tốt là gì? Thì muốn viết hay được thì chúng ta phải đọc nhiều. Bởi vì quá trình viết ra đó chính là quá trình xả. Mà muốn xả thì phải có nhiên liệu nạp. Nạp ở đây là chúng ta phải đọc, phải học về chính cái chủ đề mà chúng ta định viết. Chúng ta định viết một bài khoảng độ 2-3 trang A4 thì chúng ta có thể đọc phải đến 2-30 trang A4 để chúng ta tổng hợp lại và sau đó chúng ta sử dụng cái cách viết, ví dụ như là cách viết liệt kê hay là cách viết AIDA hay là cách viết tự do hay là cách viết đặt vấn đề, giải quyết vấn đề theo 3 phần vân vân. Đấy, hoặc là tùy chúng ta viết như thế nào đấy, theo lối tùy văn, tùy ý đúng không ạ? Và muốn viết hay thì cũng phải viết nhiều. Đúng sai thì ngày mai mới rõ đúng không ạ? À, sai thì sửa chữa thì đẻ sợ cái gì, cho nên là cứ viết đi, chứ cứ không phải là em sợ lắm em không viết được đâu thì làm sao mà chúng ta viết được. À, mà muốn viết hay thì phải mượn ý của người khác, mà muốn mượn ý của người khác thì chúng ta phải copy, phải sao chép. Mượn ý ở đây là chúng ta lấy những cái thông tin của họ nhá, chứ không phải chúng ta copy paste xong đó chúng ta dán tên của chúng ta vào. À, sưu tầm, tìm hiểu, đọc, lưu trữ lại những cái tài nguyên đó, chủ đề đó. Và một cái nữa là chúng ta phải biết ngoại ngữ một chút. Vâng. Để làm gì? Để mà ngoại ngữ là sẽ cung cấp cho chúng ta những cái nội dung mà nó đa dạng hơn rất nhiều với các nội dung trong nước. Bởi vì tiếng Anh thì nó có hàng triệu, hàng trăm triệu người sử dụng, nhưng còn tiếng Việt thì mới có mỗi một quốc gia mình sử dụng thôi, đúng không? Xin lỗi, tiếng Anh nó phải từng hàng hàng tỷ người dùng. Thì cái lượng kiến thức bằng tiếng Anh nó nhiều hơn rất nhiều và sâu sắc hơn, đúng không? Thế thì chúng ta dịch ra và chúng ta viết ra thì nó là thành của chúng ta. Đấy. Và muốn viết được một nội dung hay, hấp dẫn thì phải trả lời cho câu hỏi. Phải trả lời cho câu hỏi là vậy thì đấy, phải thu hút được người đọc, người xem ấn tượng. Đấy. Thì thông qua chủ đề, tiêu đề, nội dung, chi tiết vân vân và sử dụng các cái kỹ thuật viết AIDA hoặc là 16 bước vân vân như của thầy đã nói đúng không ạ? Và một nội dung hay thì sẽ nhận được nhiều tương tác, nhiều lượt đọc, lượt xem. Đấy. Thế mà chúng ta cũng sẽ phải
xem là họ bình luận như nào, họ đánh giá như nào, và phù hợp với người đọc, người xem, với đối tượng mục tiêu. Vậy thì chúng ta phải hiểu được đối tượng truyền thông là gì, đúng không ạ? Họ mong muốn những cái điều gì đấy tôi đã nói rồi. Và cái truyền thông này thì phải giúp thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi. Chứ còn nếu không ấy, thì chúng ta không thay đổi hình thức không thay đổi được hành vi thì chúng ta không làm được. Đó. Và mục tiêu về truyền thông là phải trả lời cho câu hỏi là cái bài viết đấy có gì mới, có gì lạ, có gì bí quyết, có gì khoa học, có gì khó không? Nếu mà không có những thứ đấy thì bài viết đấy sẽ nhạt tuẹt. Đúng không ạ? Bài viết đấy có giúp người đọc học hỏi được cái gì không? Có gây tò mò, có gây hứng thú, đúng không ạ? Có bẻ lái quay xe giữa chừng hay không? Có gì khác biệt so với đối thủ? Thậm chí là lối viết, đúng không ạ? Cái lối viết, lối hành văn, cách sử dụng ngôn từ. Vâng. Và cố gắng là cái nội dung phải mang tính cảm xúc, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta tổng hợp là tất cả các gói cước của Mobifone, tất tần tật các gói cước của Mobifone 2022. Thì một bài viết như vậy nó có yếu tố là gì? Tổng hợp. Tổng hợp thông tin, đúng không? Tổng hợp thông tin, đỡ phải đi đâu nhiều. Ok. Hay là gì? Ví dụ như chúng ta viết nhà đẹp thì 101 kiểu nhà mặt phố, đúng không ạ? 99, tổng hợp 99 kiểu biệt thự kiểu Thái một mái, đúng không ạ? Hay là 169 kiểu biệt thự liền kề. Ôi dồi ôi, nghe hấp dẫn chưa? Thì chúng ta ngồi, chúng ta đi nhặt, chúng ta tổng hợp và chúng ta viết lại theo liệt kê thôi nhá. Mang tính cảm tính, cảm xúc cao, sáng tạo nhá, đánh vào cảm xúc của người dùng. Thế mà khi mà chúng ta viết bài bán sim số thì chúng ta cũng lưu ý, ví dụ như là chúng ta phải chia tệp khách ra. Ví dụ như là sim VIP này, sim đẹp này, thì thông điệp là gì? Thông điệp là giúp tăng cơ hội bán hàng, tăng tỷ lệ nghe điện thoại, nâng cao uy tín đẳng cấp của người sở hữu, giao dịch làm ăn phong thủy tốt. Đấy. Người làm sao thì của chiêm bao làm vậy, đúng không ạ? Một người mà dùng một cái số tứ quý bây giờ là số cũng là kinh khủng đấy, có số má. À, ok. Hay số là dạng ngũ quý, hay số dạng tiến 5 6 7 8 9 thì cũng là kinh khủng đấy. Vâng. Thế rồi thì làm một cái khoản đầu tư sinh lời, làm một khoản đầu tư sinh lời. Rồi thì cũng chia sẻ thêm những cái yếu tố như là sim cặp đôi, sim gia đình và những cái chương trình cam kết, đúng không? Thì mình cứ viết những cái thông điệp đấy ra. Đấy chính là cái vấn đề của khách hàng, đấy chính là sự sung sướng, sự nỗi đau và những cái gì mà họ đang suy nghĩ, họ đang thực sự trăn trở. Thí dụ như bây giờ thầy Phan Anh đang dùng một cái số tam hoa từ 17 năm rồi. Thầy nhớ là thầy sử dụng năm 2005 đến bây giờ là 2022, đúng là 17 năm, chưa đổi số. Thế giờ nếu muốn thầy đổi số thì cũng được, thầy sẽ dùng 2 sim. Thế nhưng mà bây giờ phải cho thầy một cái số tứ quý 8 loại đẹp, hay là tứ quý 6 loại đẹp. Thế nhưng mà bây giờ nhà mạng không có, thầy không dùng được, đúng không? Bởi vì rõ ràng là nếu mà cho những cái số sim khác thì đối với thầy bây giờ không còn quan tâm nữa. Thầy phải dùng số đẹp vì đấy là số sim làm ăn, thể hiện uy tín đẳng cấp. Thế thì thể hiện uy tín đẳng cấp thì sim mời là viết vào. Viết vào thì người ta sẽ thấy nghe sướng tai thì người ta sẽ xuống tiền. Hãy nhớ rằng là người ta mua hàng bằng cảm xúc, bằng lý trí nhá. Thì trong bài viết là vừa có cảm xúc, vừa phải có lý trí. Lý trí ở đây là gì? Đấy. Có cảm xúc. Cảm xúc là họ cảm thấy thích, đúng không? Có rồi, đây dưới này cũng nói rồi đây. Và có cả yếu tố lý trí. Lý trí ở đây có nghĩa là để thuyết phục người ta. Nói có sách mách có chứng là phải thuyết phục người ta. Ok. Thế còn đối với sim giá rẻ thì chúng ta tập trung vào yếu tố giá rẻ, ngon bổ rẻ, đúng không ạ? Combo ngon bổ rẻ. Đấy.
Và các cái gói cước data thì chúng ta tập trung vào yếu tố như tốc độ. Tốc độ đúng không ạ? Và muốn nói rằng là khách hàng không muốn bỏ lỡ điều gì, có thể giải trí mọi lúc mọi nơi, live stream bán hàng. Nếu mà khách nào bán hàng live stream thì cũng phân ra, khách doanh nghiệp thì lại gói cước thoại, còn gói live stream thì phải có gói cước data, xem phim chơi game thì phải gói cước data cực khủng, chia thành các tệp khách hàng ra, được chưa? Ok nha, thì đấy là tôi vừa trình bày với anh chị và các bạn một cái nội dung đấy, gọi là kỹ thuật viết bài, kỹ thuật viết nói riêng nhá. Bởi vì là nếu mà bạn nào học về content marketing thì bạn sẽ hiểu là content marketing không phải là viết quảng cáo, mà đây là kỹ thuật viết bài. Trong content marketing nó sẽ gồm có các định dạng này. Thứ nhất là định dạng nghe được, định dạng đọc được, định dạng xem được, định dạng chơi được, định dạng tương tác được. Riêng định dạng mà đọc được thì có thể là viết sách, viết báo, đúng không? Viết thơ, viết bài viết thông thường, viết catalog, viết tài liệu, rất nhiều loại. Thế còn dạng xem đúng không ạ, thì có video, video ngắn, video dài, video 2D, 3D, video hoạt hình, video phim, video quay, video đồ họa, vân vân. Thế còn hình ảnh thì có hình ảnh chụp, hình ảnh chỉnh sửa Photoshop, hình ảnh tạo, thiết kế đồ họa từ phần mềm Illustrator chẳng hạn, hay là 3D của các cái phần mềm thiết kế nội thất, thiết kế nhà, thiết kế xe hơi, vân vân, đấy gọi là 3D. Tất cả những đấy đều là content hết, đúng không? Chứ không phải chỉ mỗi viết mới là content nhá. Hiện nay nhiều lớp đào tạo, nhiều chương trình đào tạo đang nhầm lẫn là khóa học content marketing là khóa học viết bài, là sai bét. Viết bài là một nội dung, một kỹ thuật của content marketing, và đây tôi nói là content writing. Và content writing thì nó cũng chia ra viết quảng cáo, viết bài đăng, viết bài vân vân bình thường, hoặc là các dạng khác như catalog, như báo chí, đúng không ạ, vân vân. Ok, chúng ta tạm kết thúc cái chủ đề này đây, được chưa ạ? Vâng. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng cứ hỏi tôi ngay nha, tôi sẽ trả lời cho anh chị và các bạn. Ok, có ai có câu hỏi nào không ạ?